Chiều 24 tháng 8, đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dẫn đầu, cùng tổ công tác 970 của các Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, thăm và làm việc tại tỉnh Long An, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh trong bối cảnh địa phương này giãn cách theo chỉ thị 16 phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị tỉnh Long An cần quan tâm hơn đến vấn đề an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đầy đủ, kịp thời để giúp người dân yên tâm vượt qua mùa dịch. Bên cạnh đó, phải tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn dịch bệnh. Hà Nội đang trong đợt giãn cách xã hội lần thứ 3. Do hai lần giãn cách nối liền nên nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện triệt để chủ trương 3 tại chỗ, kết hợp một cung đường 2 điểm đến để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân thủ đô. Các doanh nghiệp chủ động nơi ăn trốn ở cho cán bộ nhân viên, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn phòng dịch cho các đội lái xe giao hàng. Nhiều lao động do không bố trí được nơi gửi con nên đã đưa các em đến sinh hoạt tại cơ quan. Hiện nguồn cung thực phẩm cho gần 10 triệu người dân thủ đô vẫn đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn những khúc mắc trong việc đồng bộ các thủ tục đi lại, nên nhiều lái xe vẫn không đi qua được các chốt kiểm dịch, thậm chí bị xử phạt hành chính. Thêm 11 tấn gạo vừa kịp đến với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là chương trình hỗ trợ gạo bằng ATM thứ 2 do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Phú Yên vận động doanh nghiệp hỗ trợ cho vùng tâm dịch huyện Phú Hòa. Với 11 tấn gạo được cấp phát, bắt đầu từ sáng ngày 24 tháng 8, sẽ có thêm 1.100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phú Hòa được nhận mỗi hộ 10 kg. Huyện Phú Hòa là vùng tâm dịch của tỉnh Phú Yên với 27 khu vực còn đang phong tỏa với 489 ca mắc COVID-19, chiếm gần 20% tổng số ca nhiễm toàn tỉnh Phú Yên. Tập đoàn TNT Group vừa quyết định dành 30 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình Tấm lòng mùa dịch san sẻ yêu thương do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, trao tặng 100.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi người dân được hỗ trợ sẽ nhận một suất quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như 5 cân gạo, dầu ăn, đường trắng, bột canh, nước tương, bí đỏ, khoai tây, trứng gà, nhằm đảm bảo có được những bữa cơm đủ chất dinh dưỡng trong những ngày dịch bệnh. Dự kiến sau một tháng triển khai, chương trình Tấm lòng mùa dịch san sẻ yêu thương sẽ trao tặng hỗ trợ cho hơn 533.000 người dân lao động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh.